Chiều ngày 24 tháng 12 năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc Lặc đã tổ chức kỳ họp tháng 12 năm 2021, tham dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Lê Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khai mạc và chủ trì hội nghị. Sự hội nghị còn có các đồng chí đại diện các ban xây dựng Đảng của tỉnh ủy. Tại kỳ họp này, đồng chí Phạm Văn Thiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã trình bày báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2021. Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, song Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, nhiều chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành, đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đáng chú ý là tổng thu ngân sách huyện xã đạt trên 954,51 tỷ đồng, bằng 152,59% dự toán tỉnh giao, bằng 149,38% Hội đồng nhân dân huyện giao. Các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn được triển khai cơ bản đảm bảo tiến độ. Huyện đã hoàn thành giải phóng mặt bằng nhiều công trình dự án trọng điểm của huyện. Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và công nghiệp tiếp tục có nhiều khởi sắc. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 được triển khai quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả, đảm bảo an toàn cho các hoạt động phát triển kinh tế xã hội. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh, chú trọng Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, Ban Thường vụ huyện ủy đã ban hành nghị quyết về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở giai đoạn 2021-2025, số đảng viên mới kết nạp vượt mục tiêu đề ra. Phát biểu ý kiến tại hội nghị, các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy cơ bản thống nhất với những kết quả đã đạt được trong lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và các lĩnh vực khác trong năm 2021, nhiều ý kiến nhấn mạnh trong năm 2021, tập thể Ban Thường vụ huyện ủy Ngọc Lặc đã thực sự đoàn kết, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, được cấp trên ghi nhận, nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao và tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền. Kết quả đạt được thể hiện ở nhiều mặt, đó là công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp Công tác phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, giải phóng mặt bằng, công tác an sinh xã hội, công tác phòng chống dịch Covid-19. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Bí thư huyện ủy Lê Văn Tuấn đã nhấn mạnh rõ hơn những kết quả đạt được của tập thể ban Thường vụ huyện ủy trong việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước nghị quyết chỉ thị quyết định kết luận của cấp trên cũng như việc đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tự diễn biến tự truyền hóa trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh và công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí được thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ tự phê bình và phê bình quy chế làm việc xây dựng đoàn kết nội bộ ngày càng được thực hiện có hiệu quả trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo, kiểm tra giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các tổ chức cơ quan đơn vị ngày càng sâu sắc, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cũng như xây dựng chính quyền, lãnh đạo mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và cụ thể hóa xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình kế hoạch công tác năm đều được chú trọng và thực hiện hiệu quả. Từ những kết quả đã đạt được, các đại biểu đều thống nhất tập thể ban Thường vụ huyện ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Phú Hà, ủy viên ban Thường vụ tỉnh ủy, giám đốc công an tỉnh Thanh Hóa, cán bộ theo dõi chỉ đạo đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà tập thể ban Thường vụ huyện ủy Ngọc Lặc đã đạt được trong năm qua và đánh giá cao nội dung kiểm điểm nghiêm túc, xác thực của ban Thường vụ huyện ủy đồng chí chỉ đạo trong năm 2022. Ban Thường vụ huyện ủy Ngọc Lặc cần tiếp tục chỉ đạo quyết liệt trong công tác phòng chống dịch COVID-19, với phương châm thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh để tạo điều kiện phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Về một số chỉ tiêu chưa đạt, đồng chí đề nghị huyện làm rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp để khắc phục trong thời gian tới. Bên cạnh tranh thủ nguồn lực từ ngân sách, cần huy động sự chủ động tích cực tham gia của nhân dân. Đồng chí yêu cầu mỗi đồng chí ủy viên ban thường vụ huyện ủy nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục chỉ đạo làm tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Đồng chí mong muốn Ban Thường vụ huyện ủy tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất trong nội bộ, tích cực phối hợp với các sở ban ngành của tỉnh để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị đề ra trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Cũng tại kỳ họp này, Ban Thường vụ huyện ủy cũng đã kiểm điểm cá nhân các đồng chí, ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, các đồng chí phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và tiến hành lấy phiếu biểu quyết xếp loại tập thể cá nhân năm 2021.